Thôn Đắc Mế, xã Bờ Y, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum là một thôn nằm sát biên giới ba nước Lào, Việt Nam, Campuchia. Ngoài những nếp sống đặc trưng của đồng bào Tây Nguyên, thì người Bro sinh sống tại đây còn có một đặc điểm rất đặc biệt so với những dân tộc khác. Đó là việc họ thông thạo rất nhiều ngôn ngữ. Ngoài tiếng Bro và ngôn ngữ phổ cập là tiếng Kinh, dân tộc Bro còn có thể nói tốt được các ngôn ngữ khác như Cơ Dông, Xê Đăng, thậm chí là tiếng nước khác như là Lào, Campuchia. Ông Thao Lợi, trưởng thôn Đắc Mế cho biết, tổ tiên người Bro có nguồn gốc từ Thái Lan, Campuchia, Lào. Sau đó họ di cư đến huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum của Việt Nam và sinh sống tại đây. Có thể vì yếu tố lịch sử địa lý đó mà tiếng nói và chữ viết của người Bro rất đặc biệt so với các dân tộc khác tại ngã ba Đông Dương. Ngôn ngữ của người dân tộc Bro dùng là sự kết hợp giữa tiếng Khmer với tiếng Lào, tiếng Thái. Vì thế họ có thể học rất tốt ngôn ngữ của dân tộc khác. Nhưng ngược lại, thì các dân tộc khác rất khó có thể học được ngôn ngữ của họ. Hiện nay, thôn Đắc Mế có 230 hộ, trong đó 130 hộ người dân tộc Bro. Mỗi người nơi đây đều thạo ít nhất 4 thứ tiếng, thậm chí có người thạo tới 7 thứ tiếng. Đầu tiên là mình biết một là tiếng Bro này, hai là tiếng Kim, ba là tiếng Campuchia, bốn là tiếng Lào, là năm là tiếng Sê Tăng, sau tiếng Triều. Cái dòng người ta không biết đâu. Như cái dòng thì người ta không tiếp xúc với các dân tộc khác thì người ta không biết, không biết nói. Như cả rừng ao chẳng hạn, nói tiếng rừng ao người ta không tiếp với rừng ao thì người ta cũng không biết nói. Thế mà ngược lại thì người ta không biết nói vì người ta không có giao lưu, học hỏi, thì là không có bạn bè, không có họ hàng thì người ta không biết nói. Trẻ em ở đây cũng thành thạo nhiều thứ tiếng ngay từ khi còn nhỏ, kể cả tiếng Anh và tiếng Pháp trong chương trình học phổ thông đều được các em tiếp thu tốt hơn các học sinh của các dân tộc khác. Việc học ngoại ngữ với người Bro rất đơn giản, không cần học đến sách vở, không cần sự trợ giúp từ công nghệ. Với người Bro, chỉ cần gặp gỡ, giao lưu với những người dân tộc khác là họ có thể học được tiếng của các dân tộc đó. Bí quyết ở đây chính là do người Bro luôn tập trung lắng nghe và ghi nhớ lại cách phát âm của những người bạn đến từ các dân tộc khác. Rồi sau vài lần giao tiếp trong những lúc buôn bán, trao đổi hay trong những lần uống rượu, sau một thời gian ngắn, người Bro có thể nghe và nói thành thạo tiếng của các dân tộc ấy. Chính vì cuộc sống nơi vùng biên của người dân còn gặp nhiều khó khăn, chủ yếu sống bằng nghề nương rẫy, buôn bán, trao đổi hàng hóa qua biên giới, nên có thể nói năng khiếu về ngôn ngữ đã giúp người Bro dễ dàng hơn trong việc học hỏi và giao thương với các dân tộc ở các vùng miền khác. Với họ, việc này còn thể hiện sự tôn trọng đối với văn hóa của các dân tộc khác, từ đó tạo được sự gắn kết và tin cậy giữa các dân tộc với nhau.